cao thủ. Cho nên để bóng chẳng chắn ra ngoài, điểm cho con Đông 2-1. Đôi giày hết đế không mua được khác. Trả đường cho Tổng Ý. 3-1. Đổi giày nhé Đông nhé. Một pha sau bóng tấn công uy lực của Văn Nam mang về điểm số thứ tư cho Quảng Đông 4-1. Vừa rồi là pha bắn chắn giữa của Chí Hưng và Lê Độ, bóng đã lọt cào, đổi điểm về cho Tất Yên 2-4. Bóng rơi tự do, điểm cho Tất Yên 3-4. Pha góp bóng kinh nghiệm của Lê Lộc, đổi điểm ra cho Quang Bông 5-3. Trọng tài đã nói trọng đề nghị hai cầu thủ hai đội ngăn bóng khi trả bóng. Chuyển hai Chí Hưng sát bóng. Đổi điểm là cho Tân Yên 4-5. Một pha bóng đập bóng rất uy lực của Chi Hiếu, điểm cho Quang Đông 6-4. Cao thủ Tân Yên đẩy bóng ra ngoài, điểm cho Quang Đông 7-4. Bóng chạm chắn của Chí Dũng ra ngoài, điểm cho Tân Yên 5-7. Bóng đi xuyên trắng, điểm cho Tân Yên 6-7. Trọng tài đã nói trọng đã bắt đầu kết hợp cầu thủ Quang Đông, điểm bé nhau. Lê Độ đánh bóng ra ngoài, điểm cho Tất Yên 8-7. Một pha ghi điểm may mắn của thủ Quang Đông 8-0. Bóng không chạm tay. Tay biết mà. Nhìn mắt
Như vậy là sau khi hội ý giữa trọng tài viên thì trọng tài đã đóng trọng đã cho các cầu thủ tuyên điểm số thứ 10, 18 cho Tân Yên. Máu nắng đánh hay nhỉ? 11-8. Một pha sút bóng thẳng rất vô duyên của cầu thủ Tân Yên. 9-11. Nhìn đầu cho anh ngủ rồi. Đầu như gương. Xin là sao mà đánh kịp được còn 2 trận. Một pha tầm bóng lọt càng của thủ Quán Bông để cho Tân Yên 12-9. 3-10. Đánh mình 6 giờ mới về. A pha sút bóng hỏng liên tiếp của thủ Tân Yên. Đội điểm đã cho Quán Bông 10-12. Cầu thủ Tân Yên phạm lỗi kỹ thuật điểm cho Hà Đông 11-12. Xem đánh nào bảo anh nhớ. Xem đánh nào bảo anh nhớ. Chẳng bóng tốt điểm 12 đâu. Bóng chạm tay trắng cầu thủ Quán Bông ra ngoài. Điểm cho Tân Yên 13-12. Đội trưởng Trọng Khoa đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Quán Bông 13 đều. Một pha nhảy phát bóng tấn công của Văn Nam, bóng đi ra ngoài, điểm cho Tân Yên 14-13. Rất hay, một pha xoay cổ tay của Chi Hiếu. Điểm số là công bình cho các thủ Quán Bông 14 nào. Bóng chạm tay trắng cầu thủ Quán Bông ra ngoài điểm 15 đâu. Một lỗi của đội trưởng Trung Hiếu. Điểm cho các cầu thủ Tân Yên 16-15. Vẫn là những pha tấn công uy lực và rất hiệu quả của chủ công Chi Hiếu. Điểm 16 nào. Bỏ bóng đi ra ngoài của thủ Tân Yên. Điểm cho Quán Bông 17-16. Để nó ra để bảo nó chứ.
Bước một lỗ của thủ môn Tân Yên. 18-16 cho Quang Vông. Và tấn công bóng không qua lưới của thủ Tân Yên. Điểm cho còn cho Quang Vông 19-16. Đổi điểm về cho Tân Yên 17-19. Điểm cho Tân Yên 18-19. Chuyển tốt tới đây bên này. Pha bỏ bóng kinh nghiệm của đội trưởng Trung Hiếu. Điểm số nó lên 20-18. Một pha bỏ bóng và điểm số cho các thủ Quảng Đông 21-18. Một pha bỏ bóng ra ngoài của thủ Tân Yên 22-18 cho Quảng Đông. Chúng ta bắt đầu lỗi kỹ thuật của đội trưởng Trung Hiếu. Đổi điểm về cho Tân Yên 19-22. Đồng si thì đẹp thắng trong mà. Một pha có bóng nằm tay kinh nghiệm của đội trưởng Trung Hiếu đã mang về điểm số thứ 23 cho thủ Quán Bông. Cầu thủ Tân Yên đánh bóng ra ngoài. Cầu thủ Quán Bông mang lên điểm số 24-20. Một pha đánh sâu ngang của đội trưởng Trung Hiếu đã kết thúc trận đấu thứ nhất với điểm số 25-21 cho cầu thủ Quán Đông. Chiều hôm nay sẽ là trận đấu giữa đội tuyển Đồng Nai và đội tuyển Phương Sơn.
Để đảm bảo thời gian thi đấu cho buổi chiều ngày hôm nay thì sau trận đấu giữa Quán Bông và Tân Yên, tuy nhiên thì các thủ Quán Bông có lẽ vẫn đang cất lên ngoài, đó là Hoàng Anh. Hoàng Thao cũng rất là kỳ vọng, tuy nhiên trong buổi sáng ngày nay thì anh cho thấy anh sẽ chơi rất tốt ở vị trí libero. Điểm cho Quán Bông 1-0. Lập được không? Này. Một pha gõ bóng rất kinh nghiệm của Chí Hiếu. Điểm cho Quán Bông 2-1. Một pha tấn công nguy hiểm của cầu thủ số 19 bên phía Tân Yên, bóng đi ra ngoài. Điểm cho. Như vậy là trọng tài viên đã bắt lỗi chặn tay của cầu thủ Quán Bông. Báo điểm cho Tân Yên 2-0. Báo không phải bắt đâu, ngoài trong kia không phải bắt. Chỉ yếu tham gia vào điểm số thứ 3 cho cầu thủ Quán Bông. Cho tài viên gần bàn ban tổ chức thì xin ra làm để làm trọng tài chính, tuy nhiên là và giải đấu tay là phân công làm trọng tài phụ trọng tài viên. Chưa có lưới của cầu thủ Tân Yên. Điểm cho Tổng Lý 4-2. Cầu thủ Tân Yên tấn công tốt. Điểm cho Tân Yên 3-4. Bây giờ hết cốc rồi đấy.
còn mỗi cái thì run quá rồi. Còn nước còn dơ, cái quảng lại bỏ. Đấy, thời gian rồi kỹ thuật. Xin mời hai đội trở lại sân. Mình này như thế nào rồi, cất cái thời gian vào bơm một cốc uống xong rồi. Cất mấy cốc như cốc nào đó. Một pha tấn công rất lớn của Chi Hiếu. Điểm cho cầu thủ có bông 5-6. Vừa rồi thì Chi Hiếu đã đánh bóng đi ra tận bên ngoài đường và đề nghị cầu thủ Hoàng Thao chúng ta sẽ giúp bạn chút nhặt có này rồi. Sáu nào cho thủ có bông. Một pha tấn công rất cao tầm của đội trưởng Trung Hiếu. Điểm số được nâng lên cho thủ có bông 7-6. Đùa 8-6 cho thủ có bông. Đổi điểm về cho thanh niên 7-8. Một pha tấn công rất uy lực của đội trưởng Trung Hiếu, bóng đã đi ra ngoài. Điểm cho đội Tân Yên 8 nào. Một pha bỏ bóng tinh tế của cầu thủ Tân Yên 9-8. Trọng tài báo động đã bắt lỗi kết quả cầu thủ Tân Yên. Điểm 9-0. Một pha dừng bóng trên không của Chi Hiếu, ba về điểm số. Đình Dũng. Xin lỗi, vừa rồi là pha bóng của Chí Dũng. Mày quá. Cũng là một pha đánh bóng rất tốt của thủ Tân Yên, điểm 10 nào. Hãy
Rồi, ta đưa cho bóng ra ngoài. Điểm cho con bông 11 người. Bây giờ chồng thế này phải như con tay ra thế này tao mới biết chạy đi. Làm thế này thì cái đó này. Ui. Quay đâu mà nó to đấy. Một pha ghi điểm mà có lẽ là rất dễ dàng đội trưởng Trung Hiếu điểm cho con bông 12 người. Một pha đá bóng mặt tay trái cầu thủ con bông ra ngoài điểm cho Tân Yên 11-12. Rất hay, một pha tấn công rất tốt của Văn Nam. Điểm số được lên nâng lên cho Quang Đông 13-11. Rất hay. Chuyển hai Chí Hưng đã bắt bài các cầu thủ bên phía Tân Yên. Điểm 14-11. Một pha tấn công nguy hiểm của Chí Hiếu điểm cho con bông 15-12. Đội điểm về cho Tân Yên 13-15. Vẫn là những pha tấn công uy lực của Chí Hiếu điểm cho Quang Đông 16-13. Cầu thủ số 19 của Tân Yên đánh bóng ra ngoài điểm cho Quán Đông 17-13. Chiều nay Chí Hưng đã sút bóng không qua lưới đổi điểm ngay cho Tân Yên 14-17. Chặt tay phải không phải? Nỗ lực cứu bóng của Tân Yên nên mà nó không thành công điểm cho Quang Đông 18-14. Rất tốt, một pha tấn công tốt của Chí Dũng 19-14. Và lỗi có 1 của Tân Yên 20-14. Với cách biệt lớn như này thì chúng ta sẽ mong chờ sự xuất hiện của Hoàng Thao trên sân đấu. Hoàng Thao sau thời gian tập huấn ở trong quân ngũ thì anh có bước tiến bộ. Tuy nhiên với Quang Đông thì anh vẫn là một chân đàn bóng rất cứng. Điểm số cho Quang Đông 21-14. Thank you.
Một pha trả đơn thành công của đội trưởng Trung Hiếu. 2-2-14 cho con bốc. Một pha xử lý ngay từ bước 2 của đội trưởng Trọng Khoa. Tuy nhiên anh đã có thành công. Điểm số 2-3 cho đội Văn Bông. Như vậy trận đấu thứ hai kết thúc, cầu thủ quả bóng giành chiến thắng. Thôi, như vậy trọng tài đã chạm đã quyết định điểm số cầu thủ quả bóng. Trận đấu thứ hai kết thúc với tỷ số 25-14. Trận đấu thứ ba của buổi chiều ngày nay sẽ gặp đội tuyển Lục Ngạn và đội tuyển Phương Sơn. Mất cái lối.